Xin chào quý khách hàng, hôm nay đi lắp dàn karaoke ở Bình Tân nha mọi người. Một em vang số KX180 là bị thất sủng rồi ha. Khách hàng nâng cấp lên Yamaha DM3. Đó, nhìn đã mọi người. Chơi là phải chơi vậy đó mới đã nè. Đó. Phải nâng cấp từ từ ha mọi người ha. Chơi phát một lên thì mình cũng ớn ớn đúng không? Thì bộ dàn khách hàng đang sử dụng á, là sử dụng về phần micro thì khách sử dụng bộ JBL VM300. Như mọi người nhìn thấy video ha. Main công suất là sử dụng CIF Win 48. Em này là 4 kênh, 800W một kênh. Súp là không sử dụng nha mọi người, súp là súp điện nhưng mà cái phòng đại loại là khách không thích. Còn loa full thì khách sử dụng là CIF X12 bản thường nha mọi người. Sau này nâng cấp lên bản Pro. Nhưng mà thường hay Pro gì nội thất là như nhau, sử dụng cái trep là trep neo coi 44.5 trep của Lavoisier, được quảng cáo là chất lượng Italy. Nói chung là em thấy âm thanh thì nó ra là cũng khá là chất lượng đó mọi người ha. Trong video này là có con súp để đó là để làm cái chân thôi nha mọi người. Có nghĩa là để mixer lên thôi chứ thực tế là nó không có sử dụng ha. Nhà của khách là tường là khách ốp gạch men bóng kính. Nói chung là âm thanh nó cũng hơi bị vang. Reverb là khá nhiều, reverb tự nhiên ha. Rồi em sẽ lên nhạc cho mọi người nghe nha. Xem thích cho một like nha mọi người. Để em hướng dẫn cho mọi người dùng cái này, để nhiều khách hàng thấy bự quá người ta cũng hoảng hồn, người ta sợ ha. Ví dụ nè, ví dụ đầu ra nè, đây chỉ có 2 giây thôi. Left right là mình đưa xuống loa trái loa phải. Ở nhà khách dùng loa trái phải thì không có súp, thì chỉ dùng nè, đâu này bên phải này bên trái là coi như là xong. Đó là đường ra ha, cái lỗ dưới là đường nguồn thì mình không nói. Còn bốn cái này là đầu vào, đầu vào đây là nhạc nè, nhạc là kênh trái, nhạc kênh phải, này hai cái micro. Đó, đó là cắm vào cắm ra. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô phần này. Bây giờ mình vô nè, mình nhìn nè, bấm một cái duy nhất thôi, một trang 18 thôi. Ở đây là mình sẽ có là hai cái micro đã nằm đây rồi. Nè. Lớn nhỏ thì mình đẩy lên, ví dụ micro số 2 nhỏ, lớn quá thì nhỏ xuống. Nhỏ quá thì đẩy lên, nó lớn nhỏ là nó là micro hai cái. Nhạc nè, nhạc hai cái này là nó liên nhau. Thì lớn nhỏ là do mình. Đúng không? Mình chỉ ở một trang này thôi, mình chỉnh lớn nhỏ là theo ý của mình rồi đó, vậy thôi rồi hết rồi đó. Mình xong, mở lạc nhạc lớn nhỏ theo ý của mình, micro lớn nhỏ theo ý của mình. Echo reverb nằm đâu đây nè, ví dụ như là mic số 1 echo reverb nằm đến đây nè đó. Bấm vô đây lớn nhỏ là dặn nó lên là xong, quá là đơn giản đúng không mọi người, quá dễ luôn, không có gì khó khăn hết. Ok đúng không? Rồi không rõ cái nào hú em chỉ cho. Buồn tên trên gác khuya quanh yêu, nhìn mưa rơi vẫn bờ ta chung đôi, để hẹn trên mi môi bao giờ được không mọi người, nghe được không? Nhà buồn đêm xưa
đi vòng vòng coi hú không. Tôi lại gặp anh. Không hú anh. Không hú à. Không hú. Ngày về nhà anh hoa vẫn đời. Kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Anh đẹp vàng ngoài u vẫn còn đó. Bạn anh không hú nha mọi người, không hú nha. Sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Chỉ một khoảng là thôi chứ là gần là chỉ vô là nó vẫn hú nha. Được đúng không? Thấy ok mọi người, đâu đến nỗi tệ đúng không? Cái phòng của mình thì nó hơi bị vang do cái kết cấu của nó là nó dán ốp á, là tường gạch men bóng kính thì mình phải chịu. Nếu mà cái phòng của mình mà có tiêu âm, tiêu tán âm tốt thì âm thanh nó sẽ ra rất là rõ và sắc nét, thậm chí là nghe phười lắm nha mọi người. Nhưng mà phải chịu thôi, tùy cơ ứng biến mà. Thì mọi người thấy đó, không cần thiết phải lắp nhiều đâu. Ví dụ như mình chỉ cần một bộ loa full cho ngon, ví dụ là RCF em thấy ngon nè. Đầu tư một em mixer cho ngon, ví dụ như là Yamaha nè, Mackey nè, Midas nè, thậm chí Behringer em thấy cũng ok. Thêm em micro cùi bắp. Ví dụ nè, như mọi người nhìn thấy video á, micro đâu mắc tiền đâu, nó cũng đã phê lắm rồi, đúng không mọi người? Còn lại là luyện giọng thôi. Rồi, thấy thích cho em một like nha.